từ Đài Truyền hình Việt Nam VTV9 và Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Nhan sắc mới, khởi đầu mới, một chương trình phẫu thuật thẩm mỹ thiện nguyện hot nhất trong năm. Sau thời gian dài phát sóng, chương trình đã tài trợ chi phí phẫu thuật thẩm mỹ cho hàng ngàn những mảnh đời bất hạnh, mang ngoại hình khiếm khuyết, có ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Rất nhiều người không may mắn sinh ra với khuyết điểm trên khuôn mặt như hàm hô, hàm móm, mặt lệch, hay vì những biến cố nào đó mà họ mất đi nhan sắc vốn có của mình. Hàng ngày họ phải đối mặt với sự chê bai, ánh mắt kỳ thị của những người xung quanh. Nhan sắc mới, khởi đầu mới ra đời là cầu nối gắn kết họ với những chuyên gia đầu ngành thẩm mỹ, với nguồn quỹ Tấm Lòng Vàng. Thông qua việc hỗ trợ thay đổi ngoại hình, chương trình đã giúp họ tự tin, hòa nhập cộng đồng và trở nên thành công hơn trong cuộc sống. Cứ mỗi ngày trôi qua là em thấy mình cứ thay đổi, tại vì khuôn mặt em nó cứ sẹp dần thì nó cứ thon lại, cái em thấy vui lắm. Thấy cái mũi dễ thương quá nè. Mà có một cái điều em vui nhất là khi em nằm xuống, em cứ nói với mấy bạn, tao nhìn thấy cái hồng mũi đó rồi. Đến khi mình làm được sáng rồi, bây giờ ai thấy cũng khen. Người chỉ nhận ra qua giọng nói thôi, còn khi mà mình tiến đến thì hầu như ai cũng không có nhận ra mình. Bạn bè em, gia đình ai cũng kêu em khác quá trời. Giây phút đầu tiên em muốn là nhìn thấy mình trong gương. Thì lúc đó em thấy là hai môi của mình đã có thể chạm vào nhau. Là em không nghĩ là có một ngày thì hai hàm của em phải khớp được lại với nhau. Là em rất là mừng. Mình cảm thấy tự tin hơn. Từ hôm đó thì mình đi đâu mình cũng bỏ khẩu trang ra rồi. Khi nhìn vô cái kiến á là lại nhớ bác sĩ. Đặc biệt, quy tụ hàng loạt ngôi sao nổi tiếng đã đồng hành cùng chặng đường lột xác của hàng ngàn thí sinh khiếm khuyết. Có thể nói, mỗi tập phát sóng của Nhan Sắc Mới, Khởi Đầu Mới là một cuộc đời. Ở đó các nghệ sĩ đã cùng khóc, cùng cười, cùng ngạc nhiên đến vỡ òa trước những câu chuyện người thật việc thật đến từ Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Cái tính nhân văn của chương trình rất là đẹp, rất là khoa học. Chương trình rất là có ý nghĩa. Rất là hữu ích, rất là bất ngờ, rất là hồi hộp và náo nức. Tính nhân văn rất lớn. Đây là một chương trình rất ý nghĩa. Cô Hà rất là vui khi được đồng hành cùng chương trình. Này thì Trang thấy được là phẫu thuật thẩm mỹ còn có thể điều trị nữa. Cái chương trình thiện nguyện để làm thay đổi, làm tái sinh những cái con người mới như thế này thực sự là rất là tuyệt vời. Rất là ý nghĩa, rất là nhân văn. Với cái chương trình ý nghĩa như vậy có thể cứu giúp rất là nhiều những cái hoàn cảnh có thể quay trở lại một cuộc sống mới, thay đổi hẳn cả một cuộc đời cho một người. Thực sự của anh cảm thấy rất là ủng hộ. Bế tắc trong ngoại hình là thứ chúng ta có khả năng thay đổi. Vậy thì mình được trao cho một cái cơ hội, mình được giúp một người có một cái khởi đầu mới. Thực sự nó rất là phù hợp với những cái trọng trách mà một cái vương miện Giang Nam đội trên đầu đây có thể làm được. Chính ý nghĩa thiết thực, nhân văn đó mà chương trình đã nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ cộng đồng xã hội. Nhan sắc mới, khởi đầu mới mùa 1 khép lại với những thành công vang dội sẽ là động lực và tiền đề vững chắc để những người làm chương trình thực hiện tiếp những mùa tiếp theo.